Chào mừng mọi người đang đến với anh trai Say Hi, năng lượng của tương lai. Rapid All Star Concert. Kể từ khi thành lập vào năm 2020, sứ mệnh của VEON không chỉ đơn thuần là tạo ra một nền tảng giải trí số với nhiều nội dung đa dạng, độc đáo, mà còn là nguồn cảm hứng, nơi khán giả có thể tìm thấy niềm vui và kết nối cảm xúc mỗi ngày. Đồng thời, thúc đẩy sự đa dạng, sáng tạo để trở thành nền tảng tiên phong, cung cấp nội dung hàng đầu phù hợp với người Việt. Alo, alo, mọi người biết tin thì chưa? Chấn động đó, rung chuyển tam giới. Wow, hôm nay là ngày vui, là sinh nhật lần thứ tư của VEON. Trong 4 năm vừa qua đã trở thành một cái siêu ứng dụng giải trí trình chiếu những nội dung phù hợp gần gũi nhất với người Việt. Và bên cạnh đó thì VEON đã trở thành bạn của mọi nhà, và đặc biệt VEON đã đạt được 55 triệu người sử dụng. Không chỉ là những điều khán giả cần. Thì lúc đầu đấy, cái VEON ấy là mình chỉ tập trung xem mỗi bóng đá thôi. Thế nhưng mà đương xem bóng đá mà có thể là mình muốn xem những cái tin tức VTV1, VTV2, click mình thử xem có. Mà con biết không, khi mà nó đã quen như vậy rồi đấy, thì chẳng muốn mở ra cái gì nữa. Bởi vì cho nó đỡ khỏi lằng nhằng mà đỡ quên nữa. Công việc hàng ngày của mình rất là áp lực. Cho nên là mỗi cái giờ làm á, mình về á, mình luôn muốn có một cái gì đó để mà thoải mái tinh thần. Trong quá trình mà mình chuẩn bị bữa ăn cho gia đình á, thì mình coi các cái chương trình giải trí. Mình nghe nói là trên ứng dụng VEON sẽ chiếu cái chương trình này là nhanh nhất, coi sớm nhất, nên là mình chọn. Bởi vì mình làm tóc cho nên là đối tượng khách hàng cũng đa số là giới trẻ, cho nên những cái nội dung á, mà mình lựa chọn thì sẽ là những cái nội dung sôi động. Ví dụ như Rap Việt nè, The Masked Singer, để mà khách hàng hay thậm chí bản thân mình cũng có thể giải trí trong lúc mình làm việc. Mình cảm nhận như là VEON thay đổi thói quen xem truyền hình của mình, và không chỉ có những phim truyện Việt Nam mà còn có những phim truyền hình quốc tế. Và đặc biệt với một người mà thích đi, thích tìm hiểu văn hóa như mình thì mình thấy đây là một lựa chọn tuyệt vời. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Úc. Mình nhớ có một lần Rap Việt mùa 1 có cái concert mà chỉ có được truyền hình trực tiếp ở trên VEON thôi. Linh muốn xem chương trình đó cùng thời gian với lại các khán giả Việt Nam nhưng mà không coi được. Thì thật sự rất là vui khi mà ứng dụng VEON phủ sóng toàn cầu. VEON đã làm cho Linh hơi bị bất ngờ đó. Xa quê hương, mình rất là muốn coi nhiều chương trình phim truyền hình của Việt Nam nhưng mà rất là hạn chế. Có một số bộ phim chỉ được độc quyền chiếu trên VEON thôi. Cho nên là khi mà biết được là VEON có đến nước Mỹ, mình mở rộng hơn, có nhiều chương trình mình được coi hơn thì mình rất là vui. Về cái chi phí cũng là một cái mà Thảo quan tâm để mà sử dụng lâu dài là rất hợp lý. Và so với những cái nền tảng ứng dụng lâu năm nổi tiếng trên thế giới thì phải nói là hiện nay VEON ngang tầm. Có những điều khán giả yêu. Tôi ấn tượng nhất cái phim Phản Bội của Thái Lan. Thế rồi nó lại hợp với cái hoàn cảnh của những người phụ nữ bây giờ. Nhớ lại những tuổi thanh xuân ngày xa xưa. Không, không phải đâu, bà nói sai đấy. Bà mê diễn viên đẹp, bà thích lắm. Cứ diễn viên đẹp là khoái đây. Đôi khi mình lựa chọn cái chương trình trên VEON không phải chỉ vì nội dung không, mà còn vì những cái thần tượng của mình trên đó nữa. Những cái nghệ sĩ mà mình hay yêu thích là như là Trấn Thành nè, Lê Dương Bảo Lâm nè. Bạn của mình tới nhà mình chơi và thấy là mình mở những cái phim truyền hình mà không có chiếu trên TV bên này, giới thiệu cái app VEON là bạn mình mang về để giới thiệu cho ba mẹ của bạn mình ở nhà. Thì đối với những cô chú lớn tuổi á, mình cảm thấy rất là tị, rất là thích, tại vì người ta rất là muốn coi những cái phim truyền hình Việt Nam. Có những cái phim chỉ tìm được ở VEON thôi mà không tìm được ở những cái ứng dụng khác.
Trước đó thì Ly có xem phim Secret Love của Hàn Quốc. Và khi mà biết ứng dụng VEON có bộ phim là 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, chuyển thể từ phiên bản Hàn Quốc sang phiên bản Việt thì Ly rất là đón chờ. Khi mà mọi người nhìn Thảo vậy thì mọi người nghĩ là ok, chắc cô gái này chắc là hướng ngoại lắm nè, rồi năng động và hiện đại lắm thì cũng có. Nhưng mà thật ra sâu bên trong mình là một cái cô gái hướng về gia đình. Và những cái bộ phim của VEON rất là gần gũi. Mình coi mình cảm thấy gia đình mình nó cũng gần giống như những cái bộ phim như vậy, cho nên là mình sẽ lựa chọn những cái nội dung thiên về gia đình khi mà mình ở một mình. Tôi coi được cái phim Giấc mơ của mẹ. Phim đó nó xác thực với đời thường. Mà nhiều khi coi cảm động mà khóc luôn đó con. Nếu nói về người mẹ là tới 80-90% là mình trong đó rồi đó con à. Đâm ra là phim đó hay và bạn cô nó cũng thích nữa. Bà ấy mê thì bà canh, bà mở cái điện thoại. Đến khi mà nó có rồi bà nhảy xuống để bà xem. Nó lôi cuốn bà đến mức độ như vậy nữa cơ. Hơn cả một nền tảng giải trí. Hồi xưa mà VEON chưa có Đá Banh á, là ông chạy ra quán cà phê, ông bỏ tôi một mình ở nhà. Bây giờ đó, ông ở nhà để mà ông xem, rồi là chăm sóc nhau vậy thôi. Con cháu nó đi ở xa, nó đi học hành. Có cái VEON nó cũng đỡ nhiều lắm chứ anh. Thực tế là nó làm cho mình vui thiệt đấy, cái tuổi già. Cũng không có quá nhiều cái dịp mà để mọi người cùng ngồi lại với nhau. Mình chỉ nhớ là có một cái dịp là Tết. Mình nè, mẹ mình và con mình cùng coi một cái chương trình về truyền hình thực tế. Và gia đình mình, mọi người đều rất là vui. Mà mình thấy là mình rất là hạnh phúc luôn. Còn đối với con của mình có hai đứa thì mình rất là muốn cho con của mình tiếp xúc nhiều cái chương trình giải trí cho thiếu nhi. Để cho con mình có thể học tập, để nghe được tiếng Việt. Tôi còn tư vấn cho mọi người biết về những cái chương trình của VEON. Sự thật là như vậy đấy, chứ không có phải nói xạo đâu. Mà thậm chí á, mọi người tưởng là mình không biết đến VEON, nhưng mà thật ra mình đã có sẵn rồi. Mình rất là hy vọng là VEON sẽ được biết đến rộng rãi và nhiều hơn nữa đối với những cái kiều bào ở bên Mỹ như mình. Hy vọng VEON sẽ sản xuất ra được nhiều cái chương trình và bộ phim Việt để tiếp cận với lại những khán giả ở nơi xa xứ, gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam. Nhân dịp sinh nhật VEON 4 tuổi thì Thảo xin chúc cho VEON sẽ luôn giữ vững vị thế của mình để mà có thể mang đến những cái nội dung hấp dẫn, đa dạng và thú vị dành cho người Việt. Love VEON! Chúc mừng sinh nhật VEON 4 tuổi! Chúc mừng sinh nhật VEON! Chúc mừng sinh nhật 4 tuổi của VEON! Chúc mừng sinh nhật VEON! VEON 4 năm đồng điệu! VEON 4 năm đồng điệu!